Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về một khẩu súng rất là mới, đó chính là khẩu M41 Double Dragon. Các bạn chưa có đâu, duy nhất ở cấp mình có thôi. Hiện tại thì mình không có full set, mình chỉ có khẩu M4 với lại Mauser. Mày im mồm cho bố mày giới thiệu xem nào. Cái thằng này nó chuyên spam trong mic anh em ạ. Đây là thủ phạm, nguyên nhân gây cho anh em không thể nghe được tiếng chân. Đấy, nó cứ luyên thuyên hết cả lên. Cho mình sẽ đáp cây Mauser Double Gold này, để cho nhầm Double Dragon vào mồm nó để nó cầm mồm nó test súng. Đấy, nhặt đi. Úi trời ơi, thanh niên nhặt được súng còn rên lên nữa. Thật là VL. Cái khẩu này thì nghe bảo là sắp ra, nhưng mình nghĩ nó sẽ ra vào cái vòng quay quà VIP. Nhưng không thấy được cái khẩu ấy chứ nhầm cái cây cận chiến, nó chỉ là cái rìu. Nó là nguyên set. Cái set này thì nó không phải VIP nhưng nó cực kỳ đẹp nhá. Không có kill mark luôn. Hiện tại thì mình đang cài kill mark ring để cho nó làm màu một tí. Khi mà kill được người thì nó đẹp đẹp một tí thôi. Đấy, tuy là không phải VIP nhưng cái skin của nó cũng đẹp hơn cả VIP anh em ạ. À, ăn thằng em tao ngoài mic này. Thằng đấy nó cầm cái khẩu Mauser ra test. Không, thế là ăn ngay một cây cung nó dã vào mồm. Rồi, thế nên bị chết trên nhà hoa. Mày cầm mồm để bố mày nghe xem nào. Luyên thuyên. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi, mình bắn nó có 20 tiết mà nó dã mình tận gần 70 tiết. Ừ, cấu luôn. Rồi, không đủ được rồi, không thể đấu súng. Mình sẽ đi vào khu vực mic để móc nó. Úi dồi, nó bắn chết rồi. Đấy, cái thằng đấy mình thấy khá là yếu rồi, mình tính qua ăn. Nhưng đồng đội mình đã hiếp nó rồi. Không biết có thằng nào mà cam bom không. Chắc không có, té thôi. Không đủ được. Ơ, chết đâu ấy. À, nó báo ngoài mic. Úi dồi ôi, vãi xoài, còn 4 HP ạ. Tự nhiên chắc là tiếc lắm đây. Cái quả đấy mình tưởng là mình chết rồi chứ. Cái đích nào ăn hết shot ạ. Đùa thật ấy. Đấy, Mauser đấy. Húp đi. Cái khẩu Mauser thì mình sẽ có clip test riêng cho các bạn xem. Chứ clip này thì mình sẽ test cây M41 thôi. Còn đáp cho nó khẩu Mauser cho nó test đi. Khẩu Mauser thì có cái bắn chùm nữa chất chơi. Bắn 3 viên tầm gần nó rất là bá. Nhưng tầm xa thì chúng ta chỉ nhấp được một viên thôi. Úi dồi ôi, nay không thấy team người ta cầm TMP là mừng rồi. Thế đích nào bây giờ nó chuyển sang TMP. Úi dồi ôi, tên nhà hoa kìa. Bất lực anh em ạ, còn có 24 tiết. Trong khi đồng đội nó báo là B nguyên một mả người. Vâng, chắc chắn là nó sẽ đẩy lên khu vực cao nhà này của mình thôi. Đây mình không biết là khu vực nào. Vâng, bất lực. Vì A1 yếu à. Ok. Bây giờ yếu thì yếu, nguyên team thì còn lao lên. Rồi, TMP nó ra sắp mặt L rồi. Này thì TMP này. Úi dồi, tôi xong gãy. Vâng, xoay mặt qua nhìn thấy nó là biết là gãy rồi anh em ạ. Chắc là nó tính cận chiến mình chăng. Nó đứng nhìn một hồi nó mới thiết. Thật là hư cấu. Vâng, nhìn cái gì? Lại muốn mượn rồi à? Đấy, thích thì cho mượn. Nhưng tốt nhất là không nên mượn đâu. Cầm cái khẩu đấy thực sự là không thể test được. Tại vì nó tầm gần. Mà tầm xa thì nó cũng khá là bình thường. Cái khẩu đấy bắn zom thì phê đấy. Còn bắn C4 thì chúng ta cần những cái chỗ. Mà những cái chỗ hẹp thì TMP nó mạnh lắm. Úi dồi ôi, TMP nó ra vào đầu. Vâng, 1 giây chết. Vãi cả xoài. TMP nó mạnh ấy nhở. Sợ nhất là bọn cầm TMP thôi. Còn nó không cầm thì chả sợ bố con thằng nào. Gặp thế. Nó cầm TMP nó lùa sạch rồi. Không đủ đâu. Full B đi. Ok. Anh em bắt đầu chiến thuật full B. Không biết là có lợi hại không đây. Hay đi vào chỗ chết. Có clip không anh? Rồi. Nãy như nó chat cái gì đấy mà không làm được clip mà bây giờ sao lại hỏi như thế nhở. Thật là hư cấu. Rồi, bê trống. Cái gì đấy? Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi.
vài nấp ạ. Một quả nấp đầy sự khả hái và ngây ngất lòng người. Vâng, cái chỗ cực kỳ là nguy hiểm. Không may cái quả đấy phản xạ nhanh, không bị sấp bàn lờ. Nhà không biết nó có về hồi sinh không. Rồi, ở khu vực hẻm A. Ê chứ nhầm, hẻm B. Rồi, thằng kia ăn luôn rồi. Rồi, nhà bắt đầu lôi hàng ra vã lại. Vâng, bọn nó TMP thì mình cũng TMP. Nhưng thực sự mình không cầm. Cái khẩu đấy rất là gây mất cân bằng game. Mình không thích, anh em lên án rất là nhiều. Nên mình quyết định là mình sẽ không cầm cái khẩu đấy. Cái khẩu đấy bắn rất là ức chế nhá. Bắn rất là mạnh. Rồi. Khói các kiểu, kênh móc đi. Đúng rồi, đứng lại kênh móc đi, mình sẽ vào B luôn. Rồi, úi dồi ôi, chết sạch. Chết sạch. Một bé. Chết đâu ơi. Kênh móc này, mình nghĩ nó sẽ đi vào đây tiếp thôi. Mình nghĩ nó sẽ cong vào đường này. Vâng, thằng kia chết ảo lói nhở. Chết mà chết đứng. Thế còn không mất xác nữa. À đây rồi, đi vào rồi. Đi vào là gãy. Cực kỳ đầy khải và ngây ngất lòng người. Và khẩu này nó cũng ok. À, khẩu này full set thì nó sẽ có kháng khói. Tức là các bạn nhìn rõ hơn trong khói. Mình nghĩ là như thế, nó bảo, nó ghi là như thế mà. Nó ghi kháng khói. Còn AK thì mình chưa có nhận được. Nên mình không biết là nó sẽ có cái gì. Rồi, thì nhiên ăn một quả bom của mình rồi. Mắc yếu nhá. Úi dồi ôi. Kênh móc đi. Có cái định mệnh. Đau nhở. Kênh móc đi mà này. Để tụi mình đâm mặt vào B. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, móc nữa. Tao là VL. Ông TMP đi móc. Cạn lời. Tỷ số đang là 3-3. Cố lên nào anh em. Chúng ta phải win được. Tuy là team bạn cầm TMP dã hơi mệnh, nhưng chúng ta không thể thua. Chúng ta TMP hơi bị ít. Nó 2-3 thằng TMP. Vâng, bắn thua rút TMP ra cân. Thật là hư cấu. Nó thua mỗi trận đầu nó rút TMP ra nó chơi rồi. Bọn này chơi gian quá à. Nhà hoa kìa. Nhà hoa kìa. Mic kìa. Úi dồi ôi. TMP thì gãy. Vâng, giết đó. Mình cực kỳ ghét mấy thằng TMP nhá. Rẻ rách vãi. Cố lên nào anh em. Chúng ta phải win được. Ở thằng kia sao đứng ở nhà ấy nhỏ. Lên đi. Rồi, tự nhiên không dám đặt bom. Tại vì máu rất là thấp mà đồng đội thì nó AFK ở nhà. Vâng, nó bắt đầu di chuyển rồi. Chuẩn bị cái bom là vừa. Vâng, đi thẳng lên luôn đi. Chỗ này clear mà. Thế nhưng đi muộn quá à. Vâng, mình nghĩ thằng nấp trong sai là thằng dễ chết nhất. Thôi, bắt buộc thôi. Cái bom này thì nó bắn cover cho. Rồi, bị bắn. Gãy. Này thì gỡ bom như trốn không người này. Này thích đùa với chúng tôi này. Nó vào mic kìa. Mic, úi dồi ôi, thằng này. Đấy, gỡ đi. Úi dồi ôi, này thì gỡ với chúng tôi. Ê, đứng tới đây làm sao. Ý, gỡ này. Tuy nhiên, gỡ bom. Vâng, chúng ta cố gắng nốt trận nào. Bây giờ đi hướng nào ơi. Đi hướng nào ơi. Chúng ta sẽ kéo nhau sang B. Úi dồi, sao mắc cái gì này. Kênh móc nhá. B móc khó chịu lắm. Này thì móc. Lên luôn, lung linh là phải lên luôn. Úi dồi ôi, quả bom. Gãy, ok. Headshot một người.
Úi dồi, nó móc kìa. Úi dồi, TMP. Ôi trời, xong rồi. Nó không thấy mình sao nó bắn trúng ta. Chán thế, anh em bắn kỳ vậy. Để nó clear 2-3 thằng một lúc. Thật là VL. Ôi, team nó đông TMP quá à. Nó bắn thua, nó rút TMP ra nó chơi. Phải nồi. Thế mình chỉ có mỗi một thằng. Ở gãy rồi, trận này chắc là không hơn được rồi. Team nó đông TMP quá à. Không đủ rồi. Nhưng TMP là một cái thể loại rất là khó chịu. Có đi vào không? Ok. Ui dồi, có người. Có kìa. Tôi xong gãy rồi. Gãy rồi. Ui dồi, còn 28 tiết thì chơi cái gì. Ui tôi xong rồi. Quả bom. Rồi, chúng ta đã thua. Ôi chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Bọn này thủ cứng quá, cầm TMP nữa thì thôi, chịu. Chịu rồi. Thì mình mỗi có một thằng cầm TMP thì đủ cái gì được. Ok, I'm fine. Bye bye mọi người. Và mình sẽ làm hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rất là buồn.